chị, nhưng Trường Giang chỉ thích cô em. Hỏi đó gọi là gì, chơi chữ. Không biết. Phương em đi. Không Phương biết. Em không chính xác. Mê là thích. À mê hả? Em là muội gọi là mê muội. Khó vậy. Trời ơi, xa xôi quá. Ôi nó xa lắm luôn á. Quá xa. Câu đầu giống như khởi động vậy mà. Vũ nữ chân dài là tên đặc sản ở miền Nam được chế biến từ con gì? Con còng. Không chính xác. Con gì, con gì? Con gì vậy? Con nhái. Cũng chính xác, con nhái. Ủa, cái con này là con nhái. Tại sao người ta gọi cái nhà to và đẹp là biệt thự? Biệt là biệt lập, thự là dinh thự. Không chính xác. Ủa em trả lời rồi hả? Đơn giản, biệt thự là tại vì nó bự thiệt. Ôi cái này là có trong kiến thức cũng không biết luôn nè. Này đố chữ mà. Trường Giang đứng sau Harry, mà Harry cũng đứng sau Trường Giang. Why? Tại sao á hả? Ừ. Trường Giang đứng sau Harry, Harry cũng đứng sau Trường Giang là tại anh đang đứng trước cái kiến. Không chính xác. Đây, nhìn đi nè. Ok. Em sẽ cố gắng. Có kia nó trả lời không? Ok. Mình vẫn gọi số 0 nhỉ? Ồ chưa chúng nhất hả? Chưa chưa. Hay quá. Trường Giang đứng sau Harry, còn Harry đứng trước mặt Trường Giang. Why? Trường Giang. Đứng sau Harry. Đứng sau Harry. Harry đứng trước mặt Trường Giang. Trước mặt Trường Giang, mặt đối mặt hả? Mặt đối mặt, không chính xác. Nó bình thường. Nó là vậy nè. Cái đó là đứng bình thường. Mà nó vẫn quay qua bên kia nó suy nghĩ nha. Em không có thông minh mà. Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok. Vậy bikini là của nước nào? Châu Âu. Không chính xác. Bikini đâu ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Bikini đi biển, tắm là bikini là của nước biển. Nhưng mà nó xuất phát từ châu Âu mà. Nó là của nước biển em ơi, nha. Con gì ở trong TV, hễ mà nó chết TV đi đời. Con chuột hả? Con chuột, không chính xác. Con gì ở trong TV? TV có một chip. À lúc cần vận dụng kiến thức thì không có đó. Tiếp đi. Quả gì rơi vào lưới là cả triệu người nhảy lên? Quả bơm. Quả bơm. Quả bơm. Không chính xác. Tôi mới đúng không mà. Em mới vậy đó. Ở đó. Đây là thí sinh đầu tiên đến thời điểm này sau vài mùa của Nhanh Như Chớp. Sau 8 câu chưa đúng một câu nào. Anh Giang ơi, cố tình đó anh Giang. Giải trí lắm. À cố tình cho chương trình vui chứ phải là mình dạ. Không biết đúng không? Vậy dạ. thì cố tình hết luôn đi em. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà là cha các cá là mẹ Kỳ Nhông. Hỏi con vật nào lớn nhất? Mẹ Kỳ Nhông. Ê cắt kẽ. Không chính xác. Ủa gì vậy? Kỳ Nhông là ông. Mấy con vật này khác nhau không có quan hệ huyết thống. Hên quá tôi không có thi cái vòng này. Mô là gì? Mô là gì? Là cái gì? Mô là gì? Là cái gì? Mô là gì? Mô là cái gì? Mô là gì? Tức quá. Mô là gì? Mô là gì? Mô. Mô. Ủa em chưa lên được miếng nào luôn hả? Mô là đâu? Mô là đâu? Chắc từ đi, địa phương. Đi mô. Lương Minh Trang là người đầu tiên đến thời điểm này sau 2 phút chưa đúng một câu nào. Vậy là giỏi lắm chứ bộ, đâu ai là thường như em. Thì đâu ai dám làm được như em.